Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nha. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô nhá. Đấy, của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy, khóa kết nối này, khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này các bác có thể dùng để mình đựng chiều rộng thì chiều dài khoảng 20 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12 cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền đựng giấy tờ rồi nói chung là đăng kiểm đăng kiếp rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy hoặc là để nhà cũng ok đó. Nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá, đó, ví giấy tờ giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco, Gucci nhá. Đấy, Chanel và Gucci đều là hàng của, đây, cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris, hàng made in Fancy này, đó, made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50g nữa này. Đấy, tặng thêm 50g. Dung tích của nó sẽ là 350g. Và giá thì sẽ là, đây, con này thì các bác xịt như này. Đó. Và ưu điểm của nó thì đây, hàng thì hàng của Australia nhá. Australia. Đây, công thức cải tiến này, giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này. Đấy, chống ăn mòn gì xét rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là Sidra P7 nhá. Các bác lên cho em Sidra P7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai Sidra P7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen. Đấy, một sen, một dây vòi và một giá đỡ nhá. Một sen, một dây vòi như này. Một sen, một dây vòi, một giá đỡ về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox. Giá thì đợt này về thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k cho bộ như này. Bao gồm là một đầu bát sen như này này. Hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này. Đấy, một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 90k cho một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này. Sen Inox giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng, thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm tép, rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka Japan này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này và bộ lưỡi bao gồm là 4 lưỡi kép nhá, 4 lưỡi kép. Đây, 4 lưỡi kép này các bác này. Đấy, 4 lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây. Đấy, Osaka Japan này.
lên cho em là cối xay Osaka, giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá, 145.000, giá cực kỳ hấp dẫn các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây, thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4, 4 cái đầu để các bác vệ sinh miệng này, vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này, nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tăm nước bao nhiêu nhỉ, 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước giá sẽ là 160k. đây thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng lợi rồi chân răng rồi níu rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây, một cái bộ khay úp cốc như này, hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác sử 6 cái cốc nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi. 70k cho một khay úp cốc như này. Rất tiện để các bác sử dụng luôn, khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy, thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi. 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa này ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô, các bác lên gõ thì em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá thanh lý 40k. Đó, 40.000. Đấy, lên cho em là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này. Dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện điếc đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304. Dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết. Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành. 80 cành thôi. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn, 80k cho một con bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bỏ cho anh cái đấy anh quay luôn. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24cm hay 324cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên một cái. Ừ, bỏ lên một cái. Ừ, không cần đâu. Chỉ cần một cái được, ngồi đưa đi thôi.
Đấy, đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó, không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá sẽ là 80k. Đó, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy, rổ vuông, rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Túi đựng đệm nhá. Đấy thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc đây. Chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bác này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai, thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5 10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy. Lên cho em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này. Nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi và có dòng là 1,6 m và 1,8 m nhá. Đấy, 1,8 m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau, 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng 1m6, dòng 1m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách bị hỏng thì nên mua, tại vì là các bác để qua mùa đông thì mùa hè thì màng nhện rồi các cái loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to đệm nhỏ bỏ vừa hết. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Bốn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức Made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu con là điều luôn các nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp em là khóa Đức nhá, hàng Made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này của nó là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện này mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây, ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó, các bác thấy không? Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nha, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu, giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu, giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy. Đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 5-70 đến 100.000. Đó, các bác thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá.
40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhé, 28W các bạn này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini, giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhé, 4 cánh mini, 40.000. Đấy, đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k, vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhé, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo vào cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhé. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80-90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này, hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1m và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bác này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bác thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạng con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên xem là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu Thunder như này nhá. Một đầu Thunder như này, chống cắt, chống đầu Thunder này là chống chống bị đứt nhá. Đấy các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy, các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nhá. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó, cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một Thunder này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy, đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn. Có ba chức năng chính, đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, ba chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 nha. Hàng ba chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160k nha, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin, tại vì nó có hệ thống là tự sạc cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem này. Đấy, đây là một cái quận dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái quận dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Quận dây điện 10m, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39. 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Quận này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên xem là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cành. 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ
ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này, đó, cân treo giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây, dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này, đây, dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5, đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá, tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi. Thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nike của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan đây. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập, giật, quá tải rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD 40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho có con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này các bác này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa, hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD 30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều con này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này.
thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em, hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ đấy thì mình tiết kiệm điện, thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok đó. Các bác lên trên là áp đảo chiều 63A nhá, áp 63, áp đảo chiều này, áp đảo chiều đó, lên cho em áp đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá, 100. Lên cho em áp đảo chiều 63 giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên em là kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cảm biến này. Đây các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua gấp lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này, cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa, Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá, mài dao này, mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập luôn là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có khoai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái khoai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này, đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây, đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác theo, cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách cái này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này, 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho bác luôn. 80k trong cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật, hai là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá, một vỉ là 10 đôi như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá, 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật.
giá sẽ là 40k trên một vỉ, bao gồm 10 đôi như này đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây, rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ, cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thì tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn. Và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho vỉ như này. Hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho vỉ đũa Hàn Quốc, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Nên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316, bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1000 lít này. Đấy, 1000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này, 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi, cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít, đai các bác đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì nó sáng. Có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng cái này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện, các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn này rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này. Các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này.
đấy, và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn, đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các bác nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em, đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết. Chiều dài là 20 cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây. Đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây. Ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ được luôn. Chiều dài của nó là 20 cm. Đấy, tầm 20 hơn 20 cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa, giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác đây. Đấy, thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này mà không hề ấn gì được, các bác yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, thắt vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn này các bác này. Về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới này vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ nó không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy trước cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, cái lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cảm ơn cái kéo cui bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho 4 chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng.
đầy dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia giá sẽ là 70.000 trong con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện trắng này, ổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé. Các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô. Giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên, cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang. Nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi từ các bác, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp thêm cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả cái thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá. Vật hoa quả giá sẽ là 50k trong chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này. Đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lệnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị giật hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vảy, làm gà, làm cá này. Đấy, còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm niếc, nói chung là đa di năng nữa. Rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là bộ nạo 5 món này. Bộ nạo 5 món, bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái
thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng, khi nước nó chảy nó sẽ mở ra, còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn. Các bác, nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k. Số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn, và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa, thế nên là nó rất là dài, rất là dài thì các bác dùng rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên theo là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu. Đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này. Cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Đấy. Các bác bị đau cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng, đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy. Miếng dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 một hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và một đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8, giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin mà cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem nó rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan.
Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu của đầu clear nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu của đầu clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho con bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bạn nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250-300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng mình nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bạn. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, có cho các bác là 3 con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, 3 con dao, một cái nạo, một cái gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k, hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Hello, chào bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá, Made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này. 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này. Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ, các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá. Cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này. Đó. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá. 300ml nó to hơn một chút. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 10 viên. 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này thì rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây, Kabushi này. Đấy, Kabushi Made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Dùng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là nó giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này.
Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em, 1 năm các bác thông cho em 2-3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì em shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này, và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này, và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn, và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây, chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. À, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy. Khi mà các bác bôi và đau mỏi vai, cổ, vai gáy, các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Đen cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn, để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhá. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhá. Đây các bác này, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây, nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy. Rất tiện luôn, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 trong con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này, trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản nó sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi, một hộp kem, một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không? Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy súng thư giãn nhá. 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này. 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này, và có 6 cấp độ rung các bác này. Đấy, các bác đây. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Rung rất mạnh các bác. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá, dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ vai gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đây, một dây, đầu vòi xịt, một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt, một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka, Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy, thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình, hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân, tưới cây đều ok hết rồi, ok. Đấy, 90k các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn.
về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy, thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhé, để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây, và có cái giấy bóng đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé, không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này, độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy, thì có cái lấy để như này, các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Đây cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ cái khoan đỏ đây. À, về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đấy, mũi khoan này, hộp mũi khoan tháp này nha. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy, hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau, và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho bác xem này. Lấy dấu này các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan Tarogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan Tarogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nha. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, gần như không có lãi rồi. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê rước đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác thao tác xịt đơn giản.
Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Rất đơn giản thôi nha. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này, đấy, bị bong chốc, rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho nha. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa. Rất là tiện ích luôn nha. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nha. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nói như biển thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nha, vợt cầu lông này. Đấy. Cái này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này, hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các bác nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vật hàng thì của thương hiệu đây, của thương hiệu đây các bác này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bác. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bác. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bác, rất là sướng luôn. Đấy bác thấy không? Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này, hoặc là mang đi học, hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi, 120.000 cho một cái bộ vột cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo ở đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại, thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15k. Đấy. 15.000 cho cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này, từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này. Đấy. Các bác cứ lăn vào này cho em. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn
con lăn bụi giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là 3 miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10 cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy. Thì các bác dùng được 60 lần, mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn các bác này. Đấy. Con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biết là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k. Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị hong Long Ben Hắc Lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 từ 2 đến 3 tip này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 25k cho một tip như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy. Mua đủ màu cho em. Đấy, 45-60 nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 45-60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 45-60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicone mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này và một mặt là bằng bông bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này. Bạn muốn tìm dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy. Con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện bằng silicone mềm nhanh khô. Thứ bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm, dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à? Khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái khăn, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80 chiếc cho một bịch như này và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá, 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cái xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em nó đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Rất sạch luôn nhá. Đấy thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy. Khăn lau dầu mỡ giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k. 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ
phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì cả bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này lô này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5 m rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhé. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá. Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây, cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ 2 kính và mũ 1 kính nhá. 2 kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội cho các bác xem. Đây. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riếc các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi mà tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ 2 kính đi. Lên cho em là mũ 2 kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ 2 kính nhá, mũ 2 kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng 1 kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng 1 kính. Con dòng 1 kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con 1 kính này. Đấy. Con 1 kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ 1 kính nhá. Con này thì là 1 kính, con 1 kính này sẽ là 200.000. 200.000 cho con 1 kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng luôn nhá. Giá thì khá là hợp, giá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này. Thì là đầu to đầu nhỏ.
đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhé, vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy đây các bác này, đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 5-700 nghìn một chiếc nhá, 5-700 nghìn cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này, đấy rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700 nghìn nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi, nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200 nghìn. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường nha. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150k nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào cho em này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150k. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh luôn. Đó. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150k thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Okay. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm,
đấy các bác nhá, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt, quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy, con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn, gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, rất là chất lượng các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá. Có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này, và một cái nồi như này nhá. Có cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 500-700.000 rồi. 500-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính.
vung quai các thứ đây này, vung quai các thứ này làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá, bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi, 500.000 bao ship đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô đây. Đấy thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi, lần này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy đây các bác này, đó hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra đó, nó là cái dòng sáp khô mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa đó, các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô, giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này, sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này, hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đây các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy, cái tên nó là gì, các bác lên cho em là bình ba nhá, 80.000 cho một cái bộ bình ba như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình, cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bạn. Đấy và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy các bác có thể xoáy ra trực tiếp này, đó inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em đó là bình ba nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình ba như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình ba, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình ba như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây một con bình voi như này các bác đây. Đấy một con bình voi như này, con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh. Sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone, bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy vỏ ô tô, đấy để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp.
Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này soát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này, 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho các bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2.200W nhé. 2.200W đây. Đấy, 2.200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhé. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhé. Đấy, thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm. Và chiều rộng này của nó là 3m15. Và chiều cao của nó là vào đi là đi. Chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhé. Chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này. Nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi. 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm, đó là cái quạt xanh nhá. Cái quạt xanh, lên mã đem là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin. Các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này, để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để động được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá.
Và bác nào mà mua từ các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy, 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút. Thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây. Kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này. Thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua gẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá. 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các bác nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá. Có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hất lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra. Bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này, hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm, mình làm móc treo nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá. Tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các. 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái. 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... Các bác lên cho em là thớt tre nhá. Thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây. Đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30. Và một chiều này của nó sẽ là
24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100, đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá, giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin, và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá, bán là không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này. Còn cái phím màu xanh này là phím của trang này. Thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Rất nhiều chủ đề khác nhau. Và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đây. Con ông bác cha
Đấy, tiếng Anh này. Tiếng Anh, father, đấy, mother, uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt, cha, đấy, bác có, sĩ, có cả âm nhạc này. Cô, câu hỏi này, có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái lười biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng. Đấy, hẹn gặp lại. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này Thanh Lý cho bác giá chỉ còn là sách nói này 100k này, giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán, rồi côn trùng cho em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá, siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa. Còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá, và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5 7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này, dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng, các bác để vào đâu cũng được. Đấy, thì con kiến, con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fuku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fuku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, dung tích là nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt đây này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây, sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em, đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k cho con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fuku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng này, phục vụ các bác luôn. Đây. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1.500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304. Sáng bóng đẹp các bác này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Công tác ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Fuku của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này. Siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc này. Siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130k nhá, 130.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600 ml nhá. Đấy, 600 ml hàng của Mỹ này, American này. Đó, American hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một em ly giữ nhiệt như này. 60.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k cho một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này, và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, còn chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này. 30k nhá, lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này. Nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết như này. Đa hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi, sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 à? 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, có gọt bút trì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên cho em là móc khóa da bò nhá, giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá, 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, con lên cho em là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này. 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo. Lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo 3 con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá.
Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này, sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp điền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, 260 rồi. Và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Đấy, dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này, cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút lên ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khoảng 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề hấn gì. Đó, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bạn này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cái về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bác. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba, đây, một cái cối thủy tinh to như này và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này. Dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá. 1 lít rưỡi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác thấy không? Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy. Một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaiser Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaiser Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1 2 3 4 5 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn, nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaiser Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá. Ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này. 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ
bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết, xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện đấy. Các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này, đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá, lên mã giúp cho em đó là công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện.
thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động hả, cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này, 30.000 cho một đôi như này. Thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ, đấy, chuồng chó chuồng mèo vân vân, thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em, lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào, thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem, giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá, đấy về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ bị bong hỏng này, các bác bắt vít con mới này vào cho em, đấy bắt vít vào như này và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra, đấy nó sẽ có một con ti nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra đó, các bác thấy không đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi.